Hồi nãy giờ ở thăm nồi này là con chế vô hết 5 tái dừa, 5 tái dừa nạo. Mà dừa này thì nó dừa sim, 5 tái dừa sim nạo. Rồi bây giờ con sẽ để xả vô, đây để con luộc. Ốc này thì hồi nãy là con rửa sạch sẽ hết rồi. Đó, giờ con sẽ ốc luộc. Lại là được. Ốc này Sơn sẽ để vô đi một miếng muối, đặng cho nó ra bọt, đặng cho nó sạch con ốc. Rồi giờ con đậy lại. Cái này thì khoảng chừng sôi lên khoảng 10 tới 15 phút là được. Tại vì cái nước dừa hồi nãy của con á, con để nó cũng sôi rồi. Nãy giờ ốc chắc chín rồi, giờ mình vớt nó ra. Thơm quá. Thơm quá chừng luôn. Thơm mùi xả quá chừng luôn. Ốc mập lù luôn. Xả nó bay cái mùi lên đó. Nó thơm phức cả, thấy thơm y như là mình đang xong vậy đó. Chín nè, ốc thì luộc chín rồi. Giờ đây là nước mắm, nước mắm này là nước mắm chua ngọt. Nước mắm này bữa hổm sinh nhật của Vy á, con làm một keo bự con để sẵn luôn. Mà nước này thì con nấu lên rồi, cho nên nó là mình để lâu mình ăn được. Xả này là con bầm rồi, cho nên giờ con pha xả vô nữa cho nó ngon. Mình nước chấm nước mắm này thì mình vừa chấm vừa múc xả lên mình ăn cũng được luôn. Ốc luộc với xả nước dừa sim xong hết rồi thì bây giờ con mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với lại hai chị em của con. Thì bữa nay là con kêu bằng review phải không bà? Phải không? Con review cái món ốc bu này. Ốc bu này á là giống như lời của chị Tú á, chị bán ốc á thì chị nói á là ốc này á là con ốc đồng, không có ai nuôi hết. Ốc này là ốc tự nhiên luôn á, cho nên là cái thịt nó ăn rất là ngon. Tuy là cái con nó nhỏ thôi, nó không có được bự. Mấy cái con ốc bu nuôi thì nó bự lắm. Nó bự cỡ này cũng có mà cỡ này cũng có luôn. Cỡ này cũng có luôn. Đó, nhưng mà cái đó là ốc nuôi, tại vì thường thường á ốc đồng á không có ốc bự. Mấy con ốc bự bị người ta bắt hết trơn. Giờ chỉ có ốc nhỏ nhỏ thôi. Đó, mà đặc biệt là cái con này thì là cái con tự nhiên, cho nên là mình ăn á thì nó đương nhiên là nó sẽ ngon hơn là cái con ốc nuôi rồi. Rồi ngon như thế nào á thì con mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức. Ăn cái này thì chưa gì nuốt nước miếng à. Tại vì con nghe thơm mùi xả với lại mùi nước mắm quá. Rồi bây giờ ăn đi ba. Bây giờ con ăn nha. Con nào cũng như con nào hết. Thì con này thì nó nhỏ hơn cái hộp gà. Nó không có bự. Nếu mà con dòng cái ngón tay qua như vậy thì con bỏ vô nó thì nó vừa ấy cái ngón tay của con luôn. Nó vừa dính vô luôn. Thì nó không có bự không, nhưng mà được cái là nó ngon. Đây bây giờ con ấy ra. Qua ăn đi, qua chấm đi qua. Nước này là nước dừa. Giờ con chấm đỏ vỏ xuống đây. Dính nước mắm rồi. Ăn rồi lát nữa tắm luôn. Bình thường á, người ta ăn cơm xong người ta đi tắm thì kêu bằng ăn cơm tắm. Còn bữa nay á thì ăn ốc á xong rồi tắm thì kêu bằng ăn ốc tắm. Ngon quá. Con luộc nước dừa á xong rồi cái ăn vô á, cái con ốc nó có cái hậu ngọt. Đúng rồi. Không? Ngọt. Rồi qua ăn thử kêu qua cảm nhận thấy con ốc này nó ra làm sao.
cái con ốc này ăn cái đít nó cũng được nữa, nhưng mà có điều là hồi nãy con không có chặt đít nó. Nếu mà con chặt đít ngay từ lúc đầu thì con ăn được cái đít, giờ con không chặt đít thì con chỉ ăn được cái đầu thôi. Ăn nó sực sực, nó giòn, nó giòn giòn chứ nó không có dai. Ừ, đúng rồi thôi. Mà cái con ốc nuôi ăn nó dai hơn. Con ốc này thì nó vô tình nó bị xuất cái đít rồi. Chứ con ốc này con không có chặt, cho nên là cái con ốc này thì chắc chắn là con sẽ lấy được hết cái đầu với cái đít nó ra luôn. Này, ốc lâu lâu thì mới có dịp ăn được ốc bu đồng như vậy. Ủa hai, tại sao mà chặt cái đít rồi mới lấy được cái đít nó ra hai? Nó thông hơi á. Thông hơi nó đâu có dính cái đít lại đâu. Hồi đó lúc mà khoảng 10 năm trước hết ta. Không, khoảng 8 năm trước, 8-9 năm trước á. Sao? Là qua với chị Tư với Út nè, Út ba 1 tiếng nữa. Đi ra ngoài trước, đi mò Dũng của người ta nha. Mò bữa đi tắm chơi. Mò Dũng là mò Dũng nhà người ta hay là mò Dũng ngoài ruộng? Mò Dũng ngoài ruộng á. Con này con lấy được nhiều luôn à. Cái thằng Tiến nó qua nó mò chơi thử ăn gì không, nó mò quá chừng ốc luôn, cái kéo nhau qua bển mò ăn được một gỗ xúc ốc luôn á ha. Ghê vậy, một gỗ xúc luôn đem về nhà mẹ, mẹ la quá chừng. Sao la? Không phải, ý là mẹ la là sao nhiều dữ vậy á. À, mẹ khen nó phải không? Để chia nhau đem về ăn mà. Hồi đó hết ăn này lắm. Cái giờ đâu còn nữa đâu. Cái đít nữa nè. Ăn được cái đít rồi. Con này coi vậy chứ cái vỏ nó mỏng dánh nè, nó nhẹ que cái vỏ luôn. Không vỏ, cái vỏ nhìn muốn xiên hấu luôn, muốn xiên, nhìn muốn xiên màn đêm luôn á. Hồi nãy á là lúc mà con làm nước, bỏ miếng ớt vô cái nước mắm này nè, cái có một cái hộp ớt nó văng lên tay, nó dính cái đầu ngón tay vậy nè, thì con nghĩ nó đâu có gì đâu. Cái hồi nãy con bị đổ mồ hôi rồi, cái thằng lấy ngón tay chùi đó, chùi vậy nè. Cái giờ nó cay tùm lum tùm la tên tán tên đây nè, tên đây luôn. Ngay đây nó đã đỏ nè ha. Y như sức dầu ở đây nữa nè, y hệt như sức dầu vậy đó. Hay đi rửa chân hết á. Ha, nhớ rồi, đi rửa chân hết. Bây giờ con này ăn được nhiều luôn nè, đã rồi chưa? Đã ghê chưa? Nó giòn nữa ghê. Nó giòn, sực sực. Con đi rửa chân cái ghê, con quay lại. Giờ qua ngồi đây tiếp ông bà cô chú nha. Rửa chân cái. Rửa chân cho nó bớt cay mặt. Hai chị em mình phải dứt hết 2,5 kg ốc. Không, 2,5 kg ốc mà rượu thì nó ít hơn á. Bữa nay thì cái này thì ruột nó cũng ít chứ nó không có nhiều. Ủa, ruột nó cũng được, không phải gọi là ít. Tại vì hồi nãy lúc mà con đi mua con ốc á, là con có bóp thử cái mặt của con ốc. Nó không có bị ấy, nó mập quá hả? Nếu như nó mập á là mình bóp, mình nhận cái mài nó vô rồi à, mình lấy tay mình nhận cái mài nó vô này là qua à, thụt vô hả? Mà nó thụt vô ít á thì là con ốc mập, còn mà nó thụt vô nhiều, thụt vô sâu á là con ốc ốm. Con không biết luôn á. Giờ hay lắm, mới biết. Mình ăn cái gì á, nếu mà mình biết cái bí quyết của nó thì mình lựa được rồi ngon. Ví dụ mình đi mua cá biển cũng vậy nữa, rồi mình mua cua cũng vậy, rồi mua tôm cũng vậy. Nếu mà mình biết được hết á thì mình ăn được đồ ngon, nhưng mà hình như là ít có ai mà biết được hết lắm. Qua đi mua cá biển mà qua không biết con sao mà nó tươi á, nhìn con mắt á hả thầy? Nhìn nó mang tại vì mình, nếu mà mình biết được hết thì ít ra mình phải trải qua vài chục lần sai lầm. Vài chục lần bài học, vài chục cái bài học á thì mình mới biết được hết.
Ôi, con này hay lấy được hết luôn nè. Ồ, nó ra hết luôn nè. Quá, nó còn cục lòng thòng nữa chứ. Này khuyến mãi nè. Ngon dễ sợ luôn. Chấm vô. Rồi rớt rồi, lấy được miếng. Xả nữa là vô đây ăn mới ngon. Con ốc mà có ý niệm gì đi à. Hồi nãy chị đó rồi bán á, chị Tú á, chị bán có bán cái loại nhỏ giống vậy nữa. Mà hai không lấy, hai lấy ốc bự hay hai lấy hết ốc bự luôn. Sao là nó có dần ta. Chắc nó còn nhỏ, nó có cái màu đó vậy đó. Con nghĩ là con này con lấy được hết luôn nè. Đã thiệt chứ. Ngon không? Giòn ha, giòn mà xịt xịt xịt. Lâu rồi mới ăn quá hay. Mà cái ốc luộc nước dừa xiêm vậy nè. Rồi ăn nó thơm, nó ngọt cái nước dừa. Con này nó mặn, nó thơm xả nữa. Nãy qua muốn ăn cái đầu, qua muốn ăn cái đít á thì qua lấy cái đầu. Qua muốn ăn cái đầu á thì qua lấy cái đầu. Ăn cái đầu qua không biết ăn cái đít. Con ốc này không phải giống như con ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng thì mới không ăn đít được. Còn ốc bươu này thì ăn mới ăn đít được. Con này nó mập nè. Cái con qua mới ăn cũng mập hù lụi như vậy á. Con này nó cái mình nó tới cái mày ở ngoài luôn. Bây giờ con lễ nó ra kêu bằng lễ ốc. Con này cũng mập nè hai. Con này bị lộn rồi hai. Con này có tính gì nè, thôi ăn cái đầu thôi. Ghê quá, cái tính sợ lắm. Ăn đúng cái tính sợ lắm. Con này cũng mập nè. Nâu luôn. Qua ăn này qua phải dít xả lên qua ăn mới ngon. Dít xả lên ăn mới thơm. Xả mình bầm nhuyễn ra xong cái mình bỏ vô nước mắm đó. Là nó thấm cái nước mắm vô cái tép xả luôn. Tại vì hồi nãy mình bầm nó là nó bị chập chập à. Rồi nó thấm vô, nó hòa dưới cái nước mắm đó. Ăn ngon. Con này là con ốc bu hả? Ốc bu. Còn con kia là ốc bu vàng. Ốc Pháp. Ốc Pháp đúng rồi. Con ốc Pháp đít nó tròn hả hai? Cái con này là con đít dài nè. Con ốc Pháp đít tròn hơn mà cái mày biết sao nó không bị khuyết. Nó bị khuyết chỗ này nè, quá chỗ này bị khuyết vô lỗ nè. Có đồng tiền á, biết không? Coi có để ý mấy ốc mà có đồng tiền ở bên đây không? Biết, cái biết. Đó là ốc Pháp á. Có để ý rồi qua biết. Rồi có á, có cái con mà ốc lai nữa, là vừa lai Pháp mà vừa lai này nữa. Lai Pháp. Vừa lai Việt vừa lai Pháp. Ốc này á, nếu như mà mình làm mình xiên á, là mình làm được cái món ốc nhồi hả hai? Nhiều được nhiều món lắm. Ốc nhồi, ốc nhồi chả ốc, cà ri ốc, gì nữa ta, ốc nước mỡ hành, ốc nước tiêu, ốc nước tiêu đúng rồi, ốc nước tiêu đúng rồi, ốc nước tiêu ăn ngon lắm luôn á. Ốc nước tiêu chứ không phải mỡ hành. Chấm nước mắm nè. Nè không phải tiêu diệt hết cái sừng ốc này mới được. Bữa nay á hên á là con đi ngang đó, còn đây con mua còn 2,5 kg. Tại vì hổm nay á là con cũng thèm cái món ốc này, hổm nay dữ lắm rồi. Là còn có 2,5 kg hả hai? Cũng thèm cái món này dữ lắm rồi. Nhưng mà không biết chỗ nào bán hết á. Thì cái chị này chỉ bán hay là con hỏi thăm. Con hỏi thăm cậu Sơn, con hỏi chỗ nào bán ốc đồng á. Nhà cậu chỉ giùm con, tại vì phía dưới đó còn đồng ruộng nhiều lắm. Nhưng mà thật sự mua ốc này không phải là ốc đồng ở dưới Thành Thới, mà là ốc đồng ở bên Vĩnh Long. Chạy qua. Quá vậy. Ốc này bên đồng Vĩnh Long.
hai. Ừ? Còn cay không? Còn. Vậy hả? Hình như cay mắt mới đi cái chân, còn cay cái mặt không đi cái chân được thì gì á. Vậy chắc vậy á. Ừ. Bữa hảm là con bị ớt nó dính nắp á, cái con đi rửa chân là nó hết. Mà sau bữa nay ớt dính cái mặt, đi rửa chân nó không hết. Chắc là nó chỉ có công hiệu đối với con mắt của mình thôi. Cái này bông chứ không phải gao nha con. Cái con tí nó đẹp hơn, cái con hóc này nó mập không? Mập dễ sợ mập không? Con chim nó thèm nó ăn, nó kêu qua gao. Chim mà nó cũng thèm ăn ốc nữa. Đố qua con chim gì ăn được ốc này? Chim bới cá hả hai? Chim bới cá nó ăn cá. Chim vàng trời hả? Ham luôn. Chim gì hai? Không biết. Cô suy nghĩ thôi à. Con chim nó ăn ốc này nó còn hay hơn mình ăn nó. Được giờ quyền tôi giúp của mẹ không? Con gì hai? Con bị bếp. Ủa vậy hả? Ừ. Ôi ơi, bị bếp hả? Con ốc ba lớn vậy nè, nó ăn được luôn. Nè, nó mổ ra hả hai? Sao con ốc này nó bự dữ vậy? Sao thấy ghê quá. Thấy nó bự vậy cũng sợ nữa. Thôi ăn cái đầu nó thôi. Ăn con bìm bìm nó cũng lễ rồi giống mình nha hả hai? Lấy mỡ nó lễ hả? Ừ, nó lấy cái mỡ nó lễ mà nó ăn hay lắm. Cái con ốc của con mình á thì mình ăn con ốc chín thì cái mài nó bị vụt ra trơn, giống như vậy thì cái mài nó bị lật ngược trở lại, nó rớt cái mài ra như vậy đó. Còn con bìm bìm không hiểu sao con ốc còn sống, cái mài nó ập lại nó cứng ngắc luôn, giống như là mình đóng cửa nhà mình lại không cho ăn tạm vô vậy đó. Mà không biết tại sao mà cái con mềm đẹp nó khùi ra, nó ăn được cái ruột luôn. Hay không? Đó, mà cái vỏ ốc còn nguyên. Ghê thiệt. Ghê chưa? Mổ cái mài hết ra. Hay lắm, không biết nó ăn bằng cách nào nữa. Nó ăn hồi cái vỏ ốc còn nguyên mà nó ăn ngộ lắm nha qua. Nó ví dụ như cái này là cái bàn ăn của nó đi, phải không? Thì nó sẽ bắt con ốc đầu này, bắt con ốc đầu này, nó bay về một chỗ, nó gom lại, nó cứ lại ngay chỗ cái đống vỏ đó nó ăn không à. Là nó ăn nó sẽ rác một chỗ á. Hiểu rồi. Hiểu không? Như mấy chim khác á là nó ăn á là nó bắt chỗ nào thì nó ăn luôn cái chỗ đó. Còn cái con mềm bẹp á là nó gom lại một chỗ nó ăn rồi nó sẽ rác đúng một chỗ đó luôn. Nó khôn không? Ngủ ta. Hồi đó là con đi với anh Hoàng, con cũng đâu có biết đâu, con đi với anh Hoàng, con đi bắt ốc ở ngoài đồng á. Xong cái con thấy một đống vỏ ốc á, người ta để ở ngoài ruộng á, mà đi ở đằng này một đống vỏ, đi ở đằng kia đống vỏ, đi ở chỗ đằng khác một đống vỏ luôn. Mà con cứ không biết ủa ai ăn ốc mà xả rác ở ngoài ruộng. Mà xả rác gì mà gom đống lại, xả rác ngộ quá không biết. Cái con hỏi anh Hoàng. Cái anh Hoàng nói là con bềm bẹp á, nó ăn ốc như vậy á. Nó ăn ốc mà là nhiều đống khác nhau, có nghĩa là nhiều con nó ăn khác nhau. Mà mới biết á. Ừ, hai cũng lúc đó hai mới biết, giờ nhan chim kêu thì con mới nhớ cái chuyện đó. Thôi, rứt cái đầu ăn đi. Ăn cái mình sợ. sợ ăn tốt con ốc có bầu. Mà cái đầu nó giòn lắm luôn. Ốc này nè, qua. Hả? Mình xào á. Mình xào ăn ngon á. Như mình lễ đầu như này vậy nè. Không biết mình xào. Xào lấy cái đầu nó vậy nè, mình xào. Xào lại. Chắc chắn là trong lúc lễ sẽ bị nhớt. Xào. Còn không ấy thì kho xả nước cốt dừa. Đúng rồi. Ngon lắm luôn á. Tới nhanh thì làm được nhiều món chứ ha. Cắn đúng xả trong nước mắm nó thơm ghê luôn á hai. Nãy giờ qua không ăn hả? Hai ăn gì không á? Có, nãy rồi có ăn mà nó ít. Hai ăn gì không? Để giờ hết nhiêu đó xả, gần hết xả à. Nãy hai để hai muốn xả vô rồi. Ăn xả cho nó tốt, chống được cái bệnh ung thư rồi, chống giải cảm luôn á. Hai chị em của con á ăn tới đây cũng no lắm rồi. Chút xíu nữa nó xuống rồi hai đứa ăn nữa. Tại vì ăn ốc này nó không có phải no
nó no dạng giống giống như là nó hơi vậy á, chứ không phải là nó nóc. Clip của con tới đây cũng đã hết rồi, con cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ và coi hết quảng cáo để ủng hộ tinh thần cho hai chị em con có tinh thần để mà ra những cái video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì con xin chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới thiệt là vui vẻ, và con xin chào.